thanh niên cà cuống thôi đấy. Mobay như thế thì các sếp lụm xe hàng ngày, cuống ngay 51% và 16 cúp. Một video về Mobay ở 5K7 cho các sếp vào những ngày cuối cùng của mùa giải tháng 11, khi chúng ta chỉ còn có 4 ngày nữa thôi là kết thúc rồi các bạn ơi. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một Mobay 5K7 bay 5K8 đến từ thanh niên Khánh Sida. Và đây là Mobay của bạn ấy đang dùng đây các sếp này. Đường link của Mobay thì chắc chắn vẫn như mọi khi mình thường xuyên chia sẻ cho anh em ở phần mô tả video. Các bạn thoải mái bấm vào copy về sử dụng nha. Anh em nhìn thì sẽ bảo cái bay này cũ, đổi bom trap, đổi một số vị trí hết rồi và nó cũng khá là hiểm đấy các bạn. Lúc mình làm video thì các bạn có thể thấy là còn có 18 phút nữa thôi là kết thúc ở ngày thi đấu ngày hôm nay. Và lịch cái sử thi đấu thì nó sẽ ở đây hết. Và cái mẫu bay này nó hiệu quả như thế nào chúng ta cùng khám phá xem góc xếp nha. Đây là những trận chống siêu rồng luôn này các xem này. Rồng ngập cái bay này là cũng hơi bị khóc đấy. Thì chúng ta hãy vào luôn nha. Đây các bạn này, ở cái mẫu bay này dồn hai cái thổi gió về hướng đây và lại để Inferno một tia. Bình thường ở với vị trí này nó sẽ là Inferno nhiều tia cơ. Đà, người chơi này đầu tư một cái máy bắn đá và tấn công từ bên hông. Cái mẫu bay thực ra mình thấy cũng khá là khó chịu, mình đánh rất ghét bay này. Và hôm nay gặp được thanh niên này 5K7 thôi thì chúng ta cùng làm video luôn. Và ở đây là một trận đánh bằng cầu đá cũng như là rồng siêu rồng của chúng ta đây rồi. Họ all in tất cả vào đây luôn. Bình thường ở vị trí ở chỗ cầu đá sẽ là King Queen cơ. Úi giời, đã bật skill cho quản giáo rồi đó các sếp ạ. Và King bên này chạy dọc về hướng ở góc 12 giờ. Liên tiếp là những pha đóng băng những khu vực ở nhà chính đấy các bạn này. Cái điểm nguy hiểm và cái điểm mấu chốt là nó nằm ở đây. Đấy, bầy rồng đã bị xoáy cũng như là bị độc dược ở khu vực nhà chính nó xử lý toàn bộ. Nếu mà anh em đánh ngược hướng cái kia thì lại bị thổi gió nó bắt, bay vào rất khổ. Đây, rồi tới công chuyện luôn này các sếp. Bắt bằng ngô lava. Và như vậy anh em nên thủ bằng lava trong cái kiểu bầy này các bạn nha. Úi trời ơi luôn ạ. Vào bắn xong bầy rồng mà gặp cái lava này mà bắn nát nó ra nữa thì bị câu giờ rất lâu luôn đây này. Rồi luôn tầm này ra thì cũng không làm ăn được gì nhiều. Nếu như vậy trận này cũng chỉ có 70%+ thôi là đã hẹo rồi. Úi giời ơi, vậy trận này đúng 71% rồi các sếp này. Ui, em rồng của chúng tôi sao? Một trận ngon luôn nhờ các sếp. Mà đây là ở rank 5K7 và 5K8 đấy. Ok, tiếp theo. Cái kiểu bay này bắt rồng ác, nhưng mà gặp cái combo khác thì nó cũng hơi khoai. Đây các bạn nhỉ. Và trận này là rồng điện đến từ một thanh niên là Aphid Killer gì đây. Vô đi các sếp ơi, đang phân vân đấy. Bởi vì mà đánh ngược từ hướng 3 giờ, 12 giờ hay là 6 giờ lên cũng khó chịu lắm. Gặp cái đội thổi gió này nó cũng khó chịu lắm. Và như vậy là quyết định đi góc ngược rồi. À, tấn công từ bên hông. À, Hồng Kông bên hông chợ lớn này. Rồi, tới công chuyện luôn. Đi vào đây là có cái xoáy ở ngay chỗ thổi gió đó các xem này. Có quả xoáy ngay ở đây này. Ý, không đơn giản đâu bạn ạ. Bung ra cái nó bắt xoáy đây mà. Cái quả xoáy nó ác lắm. Ây giời ơi. Tạch. Băng làm sao mà kịp được. Cái quả xoáy ở cái mobile này nó khám bựa lắm. Người ơi luôn này. Nằm rồi. Đi xa lắm luôn trong turn này. Đến từ bạn Fajas rồi. Tạch lô. Đấy, cái khoai ở mobile này là nó nằm ở đó đó các bạn. Bắt được những thanh niên mà đánh rồng một kiểu này là dở rồi. Đấy, như vậy là ngày hôm nay là chúng ta có dương cúp rồi. Nói chung là bay cứ 5K7, 5K8 là toàn hàng cứng thôi các xem nè. Anh em phải xác định tư tưởng thế nè. Và một điều chắc chắn là không có mobile nào mà không nát. Vâng, vấn đề là nát ít hay nát nhiều thôi. Và tỷ lệ phần trăm phá hủy nó ít hay nhiều thì nó đỡ hơn cho các sếp. Chứ còn cái tầm bây giờ rất nhiều game thủ chơi đẳng cấp, cũng như là King Queen họ cũng mạnh, tướng tá cũng mạnh rồi. Sao nha? Một nháy cầm về, link có mobile cho anh em copy nhá.
Ok các sếp ơi, đây là một trận đánh đi Queen Lavaloon này. Rồi. Dư lào đây. Bắt cái là dính luôn này. Bắt cái là dính luôn này. Suy nghĩ gì nữa. Vào đi sếp ơi. Rồi, như vậy là quyết định tấn công ở cái mặt này. Dắt Queen khé đấy. Ra gì đấy? Anh em thoải mái áp dụng về mặt chơi nha. Anh em ở dưới 5k5, 5k6 chơi tempo đi. Đây 5k7 bay 5k8 cơ mà. Mà những ngày cuối là những ngày vẫn rất là khó khăn đấy. Úi giời kinh, ủi đi đâu kinh ơi. Úi giời ơi bạn ơi. Ô gồng kinh luôn trong trường hợp này rồi. Cái đấy. Là gì đấy. Rồi tới công chuyện luôn. Queen lạc lối. Như vậy đây có phải là cái hướng mong muốn để đi dắt Queen vào trong hay không? Tiếp tục lên đồ trong trường hợp này. Úi giời, ai chờ này. Như vậy thủ là ai chờ Headhunter với cả là Lava. Một Headhunter thôi. Rồi ơi, khá là nhiều ai chờ đấy. Bật ác các bạn này. Bắt để vị trí cái Inferno 1 đi ở đây rất khó chịu. Và em Queen bị mắc kẹt bởi cái Xbow mặt đất. Bắn đi bụi luôn. Đấy. Việc dồn tấn công vào cái hướng ở cái khu vực nhà chính này nó rất là nguy hiểm. Mà nếu mà đánh ngược dưới lên thì nó cũng khó. Rồi, nhà chính đã được kích hoạt. May mắn trong tên này đây. Ơi ơi luôn. Bôi quần giáo. Vâng tớ gồng cho một mình tớ thôi. Các bạn còn lại kệ. Xong rồi. Thanh niên cả cuống rồi. Đấy. Mà bay như thế thì các sếp lượm xe hàng ngày. Cuống ngay 51% và 16 cúp. Ấm lắm. Tiếp tục đến với một trận siêu rồng Nhật Bản nữa đi. Rồi để xem pha này sẽ như thế nào đây các sếp ơi. Cái bay này biết rõ ràng là cái xoáy nằm ở đó đấy chứ có vẻ không biết đâu. Như vậy lần này đưa khí cầu chiến vào trước để ăn ở góc dưới này, tiêu diệt đại bàng cũng như là hai cây air defense ở góc dưới. Một lối đánh khá là táo bạo. Và như vậy là đã hết Nhật Bản cũng như là hết cái xe rồi. Để xem pha này sẽ xử lý như thế nào đây các sếp ơi. Như vậy là ủi kinh vào đây, độc dược được triển khai luôn để tiêu diệt đơn vị kinh của đội bạn. Toàn bộ anh em rồng còn lại đi hướng ở bên cạnh luôn. Chờ đấy. Quả này quản giáo chờ áp sát và bắt đầu mới lên đồ mà. Bắt đầu phải áp sát tí nữa. Úi giời, Inferno một tia đốt ác. Cả cuống không hề băng ở cái thổi gió. Cái rồng này phải phải bắt thổi gió lại cơ. Rồng phải bắt thổi gió nhưng mà vấn đề là khi đánh Nhật Bản thì không còn bằng nhiều nữa. Và tỷ lệ phần trăm phá hủy bây giờ là ít rồi. May mà lụm được cái nhà chính đấy. Ok luôn, lava ra. Tầm này còn bốc được ô vâng trúng thưởng. Lava thì thế này thì đừng có hỏi cái độ bá đạo luôn rồi đấy. Tuyệt vời luôn, trận này ngon cơm các sếp này. Trận này là ấm êm cuộc đời rồi. Đấy, có 70 mấy% thôi. Anh em đánh mà cứ thủ nhà như thế này mà các bạn công 40 hoặc là công 30, 32 cúp là anh em đã lời rồi. Tầm này cũng lời 10 cúp một ngày không không âm là thấy mừng lắm rồi. Đấy, ngon nha. Tiếp tục tơn nữa cho anh em thấy được sự hiệu quả nào. Và như vậy trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu bay ở bay 5k7, 5k8 rất ngon nghề đến từ thanh niên Khánh. Và đường link của mẫu bay thì chắc chắn vẫn luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video. Các bạn thoải mái bấm vào copy về sử dụng nha. Anh em có nhu cầu mua những gói ưu đãi như vé vàng hoặc là những cái gói ưu đãi đây này đó, hoặc gói gem thì cứ nhắn tin vào fanpage của mình với hơn 118.000 người theo dõi ở trên Facebook các bạn nha. Hẹn lại tất cả quý vị các bạn. Bye bye anh em.